Yummy. Wow. Tới chén này nha. Nhưng mà thiệt là ngon nha. Đấy, trên cây còn nóng hổi luôn nha. Ngọt. Đó mềm. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách trồng mấy cây dâu thủy canh. Thì mình trước tiên mình sẽ chuẩn bị sẵn mấy chậu dâu. Thì đây mình là mấy cái chậu dâu của mình đã có sẵn mấy cái dâu này. Dâu này nó đã bán thì cũng đã có cái trái sẵn rồi nè. Đó. Mình trồng thủy canh là sẽ cho mau kết quả, là có trái rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách như sau. Thì cái dâu này trồng thủy canh rất là dễ trồng. Trước tiên thì mình sẽ chọn cái dâu nó tốt, với lại mình chọn cái chậu gì nè, chậu nhỏ mình để lên thùng xốp nó dễ. Rồi sau đó mình cần phải có cái thùng xốp. Cái thùng xốp này, hoặc là các bạn cũng có thể có cái thùng nào cũng được, miễn sao mà nó giữ nước cho cái cây dâu mà nó được có nhiều nước ở bên dưới cái đáy chậu là ok. Thì hiện giờ thì cây dâu của mình nó chưa có gà rễ nhiều, cho nên mình phải làm cho nó này nó hơi ngập nước khoảng tới đây. Nếu như mà mình không ngập nước được khoảng tới đây cũng được. Và sau đó mình sẽ tưới ở đây 2-3 ngày. Mình tưới lên đây 2-3 ngày thì là mình sẽ kích thích cho cái rễ nó đi xuống dưới. Thì có độ ẩm dưới đây, nước dưới đây là độ ẩm nó sẽ kích thích cho cái rễ nó phát triển. Thì tiếp theo là mình sẽ quay cho các bạn coi cái thùng xốp nhé. Mình sẽ khoan lên cái lỗ cho nó xa lan xíu. Thì mình sẽ khoan nó như vậy. Thì đây là cái thùng xốp. Cái thùng xốp này các bạn cũng có thể mua, hoặc là các bạn để mấy cái xốp tàu á là người ta cũng có cho mình đó. Thì cái thùng xốp này mình sẽ trồng được 5 chậu. Thì các bạn, mình lý do mình trồng cái thùng xốp này á là nó sẽ giữ nước. Là nước ở Úc thì nhiệt độ nó rất là nóng, cho nên mình giữ nước trong cái thùng xốp này á là giúp cho nước ở bên trong nó không bị nóng, để cây nó phát triển tốt. Cho dù lạnh đi nữa thì nước trong đây cũng không có lạnh gì mấy. Thì trước tiên thì các bạn cần phải có một bộ đồ nghề, hoặc là như các bạn không có cái nắp đậy, không có đầu khoan thì mình sẽ làm cái cách khác. Thì mình hiện giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách có cái đầu khoan, cái lỗ. Cái chậu của cái dâu thôi.
khoan một cái lỗ chỗ này. Cái lỗ chỗ này á, là mình sẽ đổ nước vô. Rồi sau đó mình sẽ đậy cái nắp lại. Rồi cho mũi nó đựng vô. Rồi sau đó mình sẽ đặt mấy cái chậu vô lên. Bây giờ có một ít trái. Đó, sau đó mình sẽ đổ nước lên đây. Thì cái dâu này mình thích trồng ở trên cao một xíu, tại vì thấp quá thì gà hoặc là ốc nó dễ ăn lắm. Cho nên mình sẽ quay cho các bạn coi. Đâu kỹ canh nè. Thấy rất là xum xuê. Thì lợi ích của cái việc trồng trong cái thùng xốp này á, là mình sẽ không phải tưới mỗi ngày, thì mình chỉ cần canh mực nước nó thấp xuống thì mình sẽ đổ nước thêm. Thì hiện giờ thì cái cây dâu mình chưa có rễ nhiều á, cho nên mình phải đổ nước thiệt là đầy cho lên tới mặt này luôn. Rồi mình sẽ tưới ba cái ngày đầu á, hoặc một tuần đầu mình sẽ tưới ở ngay cái chậu này để cho nước nó đi xuống. Rồi ở đây có độ ẩm bốc lên thì cái rễ nó sẽ tự tìm xuống nước. Rồi là bắt đầu sau đó là khoảng vài tuần là mình mới tưới nước một lần. Thì mình coi nước giật đó, thì mình sẽ châm lên đây, châm lên cho nó đầy lên. Khi mà cái rễ nó đã phát triển nhiều á thì chúng ta không cần phải châm cho nó quá đầy đâu. Khi rễ phát triển nhiều thì như đây là ok, hoặc là ở đây là cũng ok luôn. Thì cái này mình sẽ quay sơ qua cái hệ thống thủy canh của mấy cái rau kia thì nó cũng sẽ tương tự. Thì nó sẽ cũng sẽ giống như này. Sau đó nó đã phát triển, khi mà nó đã phát triển rễ rồi đó thì nó rễ nó cũng sẽ giống như vậy. Thì cho nên mình không cần phải tưới nhiều nước nữa, mình chỉ cần coi quan sát nó là một tuần hai tuần là mình coi mình châm nước lên cho nó đầy lên cái ngang mặt của cái đáy thùng là ok. Đó là lý do tại sao mình trồng thủy canh cho nó đỡ tốn nước. Đây bây giờ mình châm nước vô, châm nước vô cho nó đầy, thì nó đầy thì mình cũng nên để một mối phân trong cái thùng này. Mình đã trộn phân rồi đó thì mình có thể tưới phân si sò hoặc là cái pháo phích. Cái si sò thì nó là thuộc rong biển, si sò si quỳ gì cũng được. Pháo phích thì vì rong biển nhiều có ăn cá nữa, nó sẽ kích thích ra rễ. Sau đó chúng ta sẽ mình pha nước mình tưới lên cái chậu này. Một tuần đầu tiên mình phải tưới cho giữ cho cái chậu nó ẩm ướt thì nó mới kích thích cho cái rễ nó mau ra. Khi mà cái hơi nước ở dưới đây nè, khi cái này bốc lên đó, là cái chậu nó sẽ ẩm ướt thì sẽ rễ nó sẽ chạy xuống dưới. Mình sẽ canh cho cái nước ở trong này nó cao ngang cái ngang tới đây luôn. Khi mà mình không biết có đầy ngang tới đây không, mình cứ chăm cho nó tràn ra ngoài thôi đi, không có sao hết. Về một tuần sau rồi các bạn ơi, dâu nó chín rồi nè, chín ra lừ luôn nè, chín ra lừ mình thấy nha. Wow, quá trời chín rồi các bạn ơi. Trái xum xê rồi, đầu ra bông chùm chùm nữa nè.
đây, tiếp tục vào đây. Oh. Rồi. Đang chín quá các bạn ơi. Oh, đây cũng chín luôn. Quá trời rồi. Mình chín không? Wow, đây cũng chín luôn nè các bạn. Oh. Đây chính là cái dâu của hổm mình có quay, mình nói là mình để gì dụ cho nó ra khỏe bây giờ thì nó đã ra khỏe nhú nhú rồi các bạn, rất là mau quá. Để nữa, có rẻ nhiều nè đó, khoảng thêm giờ từng nữa là mình cần không cần phải tưới gì, mình chỉ cần để nước như vậy là rễ nó thẳng xuống thôi. Này cũng nhú nhú hẻ nha các bạn ơi. Nó ẩm ẩm gì là nó sẽ dụ cái ghế đi xuống rồi ăn xạo. Ồ quá dữ rồi ghế nè. Này cũng gãy luôn. Đầu hát là thằng này cũng gãy đó, đó, đây nè. Gãy quá trời luôn. Cái mày, cái mày. Wow. Tới chén này nha. Nhưng mà thiệt là ngon nha. Đấy, trên cây còn nóng hổi luôn nha. Ngọt. Đó mềm. Chân muối ớt vô. Thấy dâu mình trồng. Dâu này sập organic luôn, không có cà, không có phân thuốc nha, không có thuốc nha. Có chút phân thôi, không có thuốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Đây, thêm cái dầu nữa. Dầu này không có dầu xia nha. Mình có thể thưởng thức tay vườn luôn. Vườn ở nhà. Vườn ở nhà đó. Là mình có luôn chén muối. Mình vứt cái này hết coi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Mm.